xin chào quý vị các bạn nhé. Nay là trên công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng, đường Lê Văn Phổ và đường Võ Thị Sáu. Hôm nay là gần Tết rồi. Tết này thành phố có tổ chức một cái lễ hội Tết Việt ở công viên này ha, để cho người dân thành phố ra đây vui chơi và ăn uống mua sắm. Hôm nay tôi tranh thủ tôi ghi lại cái hình ảnh này để mời quý vị các bạn khắp nơi để biết về cái lễ hội Tết của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ha quý vị. Đây, quá đẹp. Đây các bà này. Ai ra đây để vui chơi, để chụp hình chụp ảnh này. Rõ ràng luôn. Đây, nó thì rất đẹp này. Tết Việt để cho bán nhiều đồ. Hai anh lồng quá. Anh em sinh đôi nhau. Này hai anh em sinh đôi gì? Đấy, đẹp quá hả? Hai đứa đẹp quá. Bây giờ mà quý vị vào trong ha, rất là nhiều các gian hàng à, rất là đẹp. Đây có các bà các chị đang đang chụp hình ảnh là để làm kỷ niệm đây. Đây là khung cảnh giữa là sân khấu này. Đây giờ đi đi qua bên này xong nó bên giới thiệu nước mắm Nam Ngư. Tôi nhìn xin được nhắc lại là ngay bây giờ đã bị xếp được quý vị chúng ta có thể tiếp tục di chuyển một khu vực bên trong gian hàng Nam Ngư của chúng tôi để cùng tham gia vào những hoạt động cùng với nhà hàng. Và bên cạnh đó quý vị chúng ta chỉ cần lấy điện thoại của mình ra chụp bài check in tổ ong lên Facebook thì mỗi quý vị chúng ta sẽ được nhận ngay về cho mình đó là ba chai cà phê của Nam Ngư. Một lần nữa thì cũng xin được chúc mừng quý vị tất cả quý vị. Đây là gian hàng của công ty nước mắm Nam Ngư của Masan. Story.
Travel trên tour du lịch. Giá từ 6 triệu đồng nha, với chặng đường trong nước, giá từ 2 triệu 720 đồng. Quý vị mà muốn đi du lịch năm mới thì ra đây đăng ký ở đây đi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá đẹp rồi. Chúng ta sẽ đi vào bên phía bên để người ta bán cái gì nữa. Sau này trước này, rồi qua bên phía chỗ đường Điện Biên Phủ sau các vị. Đây là đi ra, thẳng đi ra là đường ở Võ Thị Sáu. Đây, đi từ đây đây trước các vị. Nhạc ồn quá, không biết nó có của Nhật thôi. Này là đồ thủ công mỹ nghệ. Này của thủ công của Việt. Mấy người làm từ mấy trái dừa rất hay. Xài mấy cái này rất hay, không có bị độc hại gì hết. Nhựa xài nước nóng rồi cũng được luôn, không có bị giống như nhựa là nhiều khi mấy cái hóa chất nó phai ra quá nhiều. Sen thiệt đấy, cái lùng sen thiệt đấy. Bát Tràng Hà Nội. Bát Tràng quý vị, ở ngoài Hà Nội đưa vào đây. Ở trong lễ hội Tết Việt này thì ở đây thì các cái truyền thống Tết của ba miền Bắc Trung Nam. Này đá phong thủy, này đá phong thủy. Ai tin vào phong thủy thì chơi những cái này, có nhiều loại này, đá vòng bi. Đây là tranh phong thủy. Đây
sáng chủ nhật, nhưng mà giờ mới có buổi sáng thôi. Chắc buổi tối nó mới đông. Buổi tối chắc ở đây là đông nghẹt luôn đó quý vị. Tỏ hè quá trời. Lồng. Không biết năm nay là lồng gì đây. Kéo tay á, mấy người này kéo tay ghê. Thành đổ có Doraemon nè. Rất nhiều các sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam này ra đây bán rất là nhiều. Thì rất là nhiều ha quý vị. Tôm khô, cá khô, ồ nhiều quá. Đây cũng rất là nhiều sản phẩm luôn. Quý vị nào mua sắm đồ thì ra đây, tranh thủ ra đây, chắc hàng cũng không có đắt lắm đâu. Thank you.
5 cái được không? 6 cái. Rồi. Rồi. Gái nhiêu cặp con gái? Dạ 200 một cặp, 100 nghìn một cái ạ. Bình thường tụi con bán giá 120 một cái, mà riêng hội chợ này tụi con bán 100 nghìn là còn đúng hôm nay nữa thôi á bác. Mấy một cái gì? Dạ. Ăn rất là phải dạ. Có quẹt thẻ không? Dạ có chuyển khoản à. Không quẹt thẻ à? Chú ơi, đây sao mày kẹt thơ? Dạ thích quẹt hả? Thích quẹt không? Bây giờ tụi con 1.000 cái rồi, tụi con đi quẹt liền luôn. Rồi, mua quất luôn. Rồi, 1.000 cái phải không? Cái bao nhiêu chị? Dạ, 100 nghìn một cái à. Rồi, chuyển khoản luôn. Cái hộp này là mấy cái à, em? Dạ, một hộp này là 2 cái mà hộp mà con bán riêng à. 30 nghìn một hộp à. Dạ, dạ. Lấy cho cô 2 cái. Đó, giờ nó có thêm bát thờ nữa hả? Lấy nhanh cái đi em. À dạ. Có hơi bánh thì về để được không lâu hả? Dạ mình để ở ngoài, mình cứ bóc ra mình ăn là tầm 5 ngày. Còn nếu mà họ tủ mát thì 1 tháng. Còn mà họ tủ đâu mình cả năm luôn á cô. Dạ. Tầm 5 ngày là mình cứ để ở ngoài, mình bóc ra mình ăn thôi. Này như 1 cái hả? Dạ 100 nghìn 1 cái à. Dạ. 1 cái 1 ký đó cô, bình thường thì con bán 120. Nhưng mà ở riêng hồi chợ thì con bán 100 nghìn. Lần đầu tiên World Travel, công ty cổ phần thương mại thế giới du lịch xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý du khách đang có mặt tại công viên Lê Văn Văn Tám vào buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý du khách mình sẽ có một buổi tham quan thương mại tại công viên Lê Văn Tám, hội chợ Tết Xuân 2024 thật nhiều niềm vui. World Travel là công ty chuyên tổ chức các chuyến du lịch nội địa và quốc tế, sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kiến thức và chuyên sâu cùng với thâm niên lâu năm, hướng dẫn đến cho quý khách hàng khám phá và trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố Xuân. Với sức mạnh mang đến cho quý khách hàng những chuyến du lịch hàng ngày. Quá trời hàng bán, có người nào cần mua sắm gì đây, rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là sản phẩm của Nhật. Cảm ơn em. Thành có tổ yến ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Thấy quá. Tổ yến thật. Mật ong. Mật ong tinh khiết thời đẹp. Này là người của Tây Bắc kìa. Chẩm chéo, muối chẩm chéo, chơi hết mừng khương. Giấm táo mèo. Nhiều sản phẩm quá. Đồ Tây Bắc này rất là vui, rất là tốt. Nấm mèo. Mành nữa. Nè cô, 433 ngàn, đúng chưa? Rất là nhiều ha, miến này. Có cái bao đây, dài dài cái miếng cột này cho cô lắc cái máy. Thử cho. Ừ, bọn không có bầu lớn nè. Đặc sản ngán do bên xứ nhà đấy à, mời mọi người dùng thử đi à. Rất nhiều cái nhãn hàng về đây. Là nó đầu tiên Walkover, công ty cổ phần thương mại thế giới du lịch xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể quý du khách đang có mặt tại công viên Lê Văn Phan Tám trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc tất cả quý du khách mình sẽ có một buổi tham quan thương mại tại công viên Lê Văn Tám hội chợ Tết Xuân 2021 thật nhiều niềm vui. Walkover là công ty chuyên tổ chức các chuyến du lịch nội địa và quốc tế, sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kiến thức và chuyên sâu cùng với thanh niên lao động đến cho quý khách hàng khám phá và trải nghiệm du lịch tận cùng với sức mạnh mang đến cho quý khách hàng những chuyến du lịch hấp dẫn. Quá trời nha, bán những người nào cần mua sắm gì đây rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là sản phẩm của Nhật. À, rồi, cảm ơn em. Thằng mình có tổ yến ạ. À? À, dạ. Dạ. À, rồi, cảm ơn em. Thấy quá. Tổ yến thật. Mật ong. Mật ong tinh khiết thời điểm. Này là dùng người của Tây Bắc kìa. Chẩm chéo, muối chẩm chéo, chanh ớt mừng hương, giấm táo mèo. Oh, nhiều sản phẩm quá. Đồ Tây Bắc này rất là vui, rất là tốt. Nấm mèo. Măng, măng nữa. Em có 433 ngàn, đúng chưa? Rất là nhiều ha, miến này. Có cái bao dài dài cái miếng cột này cho cô lắc cho máy. Không có bầu lớn hả? Đặc sản Nghệ An giờ về xuống nhà đấy à, mời mọi người dùng thử đi à. Mời quý vị và các bạn đi qua bên phía gần đường Điện Biên Phủ trong có cái gì đâu ạ quý vị. Hôm nay là nói chung là sản phẩm các thực phẩm đồ ăn của Việt Nam ở đây là rất là nhiều. Quý vị và các bạn muốn mua sản phẩm cho mình để về ăn Tết thì ra đây. Từ giờ ăn Tết hả quý vị? Ô lều quá. Đây có gì đá phong thủy à? Đá cái này ai chơi về phong thủy thế này. Dòng đeo tay, đeo cổ, đeo chân.
Bên này là chuyên về đá không? Và chơi phong thủy trang trí gia đình rồi theo đưa theo người luôn. Siêu nhân về các hiện vật trong hoạt hình nhé, phim hoạt hình nhé. Bộ câu đâu, để có bộ câu nha. Rồi, đi vào đây. Tôi có cái gì? Để cái nhót. Người là rau củ sạch. Thịt người châu Âu. Lập sử. Tôm khô, tôm đất. Tiểu 2 1 ký, tiểu 1 ký. Cá khô. Dưới miền Tây đưa lên. Ừ, nhiều con cá là lạ ha. Đây là đồ ăn liền nè, ai thích ăn đồ ăn liền. Ai chưa ăn sáng thì ghé đây ăn sáng mà hơi nước chè luôn. Cool. Một miền thực phẩm mà đưa về đây bên bán này là kẹo dừa bến tre. À, đặc sản của miền Nam đây, đặc sản bến tre. Hay à, rượu con rồng ha. À, chào. Hạ Thảo anh. Tông trung Hạ Thảo à? Dạ. Thảo có lòng này hay quá hả? Dạ. Này là ở đâu đưa xuống em? Dạ này của Bến Tre anh. À Bến Tre à? Ừ. À Bến Tre. Rồi anh cảm ơn nhé. Dạ. Này là ở đây.
giờ khu này là đặc sản của Nam Bộ các vị. Bưởi da xanh. Đây là ăn uống liền nha. Ai chưa ăn sáng thì ghé vào đây. Nếu mà trưa thì ghé ăn trưa luôn. Đây là chè trái cây. Này là trái không, trái cây không ha? Dạ đúng rồi. Ờ. Này là trời nóng không uống này này quá mát rồi. Này hạt é ha. Chân dây. Ồ, này có bê thui nữa này. Chả. Dạ mời quý chị á. Bỏ cạch cho bác. Bỏ cạch. Thử đi này, chả bò nè. Dạ. Nhưng mà thành như còn năm hồn nữa em cắt. Bóng hồn đủ. Này là ẩm thực này thì bây giờ là ít. Thôi quý vị, cái này là buổi tối mới đông. Buổi tối thì đây chắc người ta bán nhiều lắm này. Này qua buổi sáng nay chủ nhật thì nhiều người còn đang nghỉ ngơi. Nhưng mấy ngày vừa rồi người ta đi cũng nhiều. Đây cũng ẩm thực luôn. Nói trời ẩm thực trong không quý vị. Ồ, nhiều quá. Khu này là khu ăn uống hay. Này vô đi chơi thoải mái, không bao giờ sợ đói rồi. Xúc xích, xúc xích. Nước mát. Đây, mọi người đang ăn phở ăn sáng ở đây đây. Đây, giấy bên này là toàn là phở không. Chuyện ơi chuyện, cô xe khoát hết chưa? Đây là nguyên liệu nấu phở đây hả? Dạ đúng rồi. Đây là hoa hồi ha. Thảo quả. Rồi cảm ơn nhé. Bình Dương. Đó, này mới đẹp này. Sữa tươi trân châu đường đen. Đây cái này là đúng kiểu người Nam Bộ đây. Này cái đồ bán đóng bằng tre, mấy cái kệ bán hàng này nó bằng tre không?
quý vị thấy sao, toàn gần Tết rồi quý vị, thấy vui nhộn ha, này nước uống này, ăn uống rất là nhiều vô đây, quý vị vô đây là thoải mái thưởng thức tất cả các đồ ăn, đồ uống vùng miền. Đây là cơm lam. Đây là đường Hai Bà Trưng quý vị và các bạn. Đẹp quá ha. Đây khoai tây, khéo tay quá hả? Này là mấy em bé thích lắm nè. Rồi cảm ơn em nhé. Rồi ở đây hàng ăn không á? Quá trời đồ ăn này, sức. Muốn chơi nghiêng về đồ cổ, giả cổ tí thì đi về đây. Mày gốm này theo cái truyền thống của phong kiến ngày xưa này. Cái hình hài nó rất là cổ, theo ngày xưa của ông bà ta để lại. Đây cũng là ăn uống ha. Kem. Ui, vào đây à. Đây là những hàng bày bán này là hàng ăn, hàng uống rất là nhiều. Đủ thứ là kem, đây là có kem, kem Mariot. Thôi, tới đây rồi ha.
quý vị, xin chào quý vị và các bạn nha. Này tôi ra ghi lại cái hình ảnh này gửi tới quý vị các bạn để quý vị các bạn biết về cái lễ hội Tết của công nhân Lê Văn Tám Sài Gòn nha quý vị. Xin cảm ơn.